Bài 1.1 tính một cách hợp lý. Câu A. 1, 2, 3 cộng 7, 5, 1 cộng trừ 1, 2, 3 trừ 5, 1. Thì các bạn cần nhớ nè, đây là dấu ngoặc đúng không ạ? Thì trước dấu ngoặc là dấu gì ạ? À? Dấu cộng thì giữ nguyên. Giữ nguyên nha các bạn. Giữ nguyên là các bạn viết lại trừ 1, 2, 3. Vậy bằng nè, 1, 2, 3 cộng 5, 7, 5, 1 trừ, giữ nguyên các bạn viết lại trừ 51. Sau đó các bạn nhớ, để tính nhân thì các bạn hãy kiếm xem thằng nào đi với thằng nào sẽ gọn nhất. Thì đây với đây các bạn viết lại gần. Nhớ đi đâu thì cũng phải mang theo dấu của người ta, được chưa? Và đây với đây, nhớ đi đâu cũng phải mang theo đều dấu. Đây với đây ra bao nhiêu ạ? À? Ra 0. Hai số đối nhau cộng lại bằng 0, hoặc số đó trừ cho chính nó cũng bằng 0. Tiếp tục, đây trừ đây ra bao nhiêu ạ? À? Ra 700. Câu B. 45 trừ 197 cộng 55. Thì các bạn dùng phương pháp nhóm, hoặc là các bạn gọi là giao hoán. 45 cộng nè, mang thằng này ra phía trước, 55. Nhớ mang đâu thì đem theo dấu của người ta. Tiếp tục, đây cộng đây ra 100 trừ 197. Rồi, đây là phép trừ. Phép trừ hai số cùng dấu, ta lấy số lớn trừ số bé. 197 trừ 100 là 97. Lấy dấu số, số lớn, dấu trừ. Câu C. 147 trừ 25 cộng trừ 47 cộng trừ 75. Thì các bạn lại nhớ giống như câu A trước, hoặc là dấu cộng, các bạn viết lại dấu cộng, viết lại 147 trừ 25 trừ 47 trừ 75. Tiếp tục, các bạn hãy xem coi số nào cộng hoặc trừ số nào nó sẽ ra số đẹp. Thì đây với đây các bạn để gần, 147 trừ, nhớ đi đâu mang theo dấu của người ta, được chưa? Vậy bằng, thì ở đây mình làm chậm nè, mình để cái ngoặc vô cho các bạn thấy nha. À, mình để cái ngoặc vô cho các bạn thấy. Rồi ở đây các bạn thấy hai thằng này đều có dấu trừ, các bạn mang dấu trừ trong đổi dấu nè. À, đây là trừ nè, đổi thành cộng khỏi viết. Đây trừ đổi thành cộng nè, được chưa? Rồi tiếp tục, đây ra 100 trừ đây ra 100, 100 trừ 100 ra 0. Bài tập 1.2 tính nhẩm. Khi để tính nhẩm nhân thì các bạn nhớ giúp lợ cây liên quan về phép nhân. Thì các bạn nhớ nè, cộng, nhân cộng, nhân nha, ra cộng, trừ, nhân trừ, ra cộng, trừ, nhân cộng, ra trừ, cộng, nhân trừ, ra trừ. Và các bạn để ý, để tính nhẩm nhân thì các bạn hãy kiếm xem những cái số nào nhân lại ra số đẹp nha. Ra số đẹp ví dụ như 10 nè, 100 nè, 1000 nè, 20, 30, nói chung là số đẹp là được. Đó. Ví dụ như bài A, 4 nhân 1 25 nhân trừ 25 nhân 8. Thì mình thấy điều gì ạ? À? 4 nhân với thằng này đẹp nè, và 8 nhân với thằng này đẹp. Mình để gần, mình làm chậm nữa nha các bạn, cho các bạn thấy trước. 4 nhân trừ 25 nhân 8 nhân trừ 125. Và các bạn xem ở đây coi coi bao nhiêu dấu trừ. 2 dấu trừ đúng không ạ? À? Thì 2 dấu trừ thành dấu gì ạ? À? Dấu cộng. Thì các bạn không để ý dấu trừ nữa. Rồi, vậy đây với đây ra 100 nè. Đó. Đây với đây ra bao nhiêu ạ? À? Ra 1 gì à? 1000 nè.
100 nhân 1000 thì bằng 100 thêm 3 số, 3 số 0 nữa. Ok chưa ạ? Tương tự bài B, các bạn nhìn viết trong lúc viết đề là các bạn phải nhớ liền nha các bạn. Bạn phải kiếm xem coi số nào nhân với số nào ra đẹp liền. Rồi thì các bạn nhìn vào dấu trừ trước, cứ hai dấu trừ thành dấu cộng thì mình thấy hai này dấu trừ thành dấu cộng nè, vậy đây chỉ còn một dấu trừ, trừ viết lại được chưa? Tiếp tục thì mình thấy điều gì à? Đây, thằng này nhân thằng này ra bao nhiêu à? 100. Thằng này nhân thằng này ra 10. 100 mà nhân 10 ra 1000, vậy là các bạn lấy thằng này thêm 1000 mấy số 0 à? 3 số 0. Ok chưa? Câu C. 2022 nhân trừ 1 25 nhân 16 nhân trừ 25. Thì các bạn nhìn vào đây có mấy dấu trừ à? 2 dấu trừ thành dấu cộng, đừng để dấu nữa. Tiếp theo các bạn nhìn vào đây, các bạn thấy điều gì à? Đây, mình tách cái này ra, 16 chính là bao nhiêu à? Bao nhiêu các bạn nhẩm đi à? Đó, là 4 nhân 4 đó các bạn. 4 nhân 4, thì mình làm chậm cho các bạn thấy nè. 220 này chính là 2, chính là 1011 nhân 2, cái này viết lại nè. Đó, 16 này là sẽ tách ra thành là 8 nhân 2 nè. Đó, và mình thấy rằng 2 với 2 này được mấy à? Được 4 nè. Tại sao mình cần số 4 à? Bởi vì chút các bạn sẽ thấy 4 nhân cho 25 nè, ra 100 đó các bạn. Nhân 8 nhân 4 nhân trừ 25. Rồi tới đây các bạn làm gọn chứ à? 2 dấu trừ thành dấu cộng nè, đây nhân đây ra 100 nè, đây nhân đây ra 1000 nè. Vậy 100 nhân 1000 là được 5 số 0 nha các bạn. Vậy các bạn viết hàng này 1011 thêm 5 số 0, 1 2 3 4 5. Ok chưa? Bài 1.3 tính nhanh câu A. 11 cộng 12 cộng 13 cộng 14 trừ 21 trừ 22 trừ 23 trừ 24. Thì ta thấy 11 đi với trừ 21 nè, các bạn đi đâu các bạn nhớ mang theo dấu cộng. 12 đi với trừ 22, 13 đi với trừ 23, 14 đi với trừ 24. Rồi các bạn đóng cái ngoặc vào để các bạn biết mình tính cái hàng đó, được chưa? Bằng 11 trừ 21, đây là phép trừ hai số cùng dấu, lấy số lớn trừ số bé, lấy dấu số số lớn, vậy ra trừ 10. Đây cũng tương tự trừ 10, đây cũng tương tự trừ 10, đây cũng tương tự trừ 10, được chưa? Một cái trừ 10, hai cái, ba cái, bốn cái, vậy là 4 nhân cho trừ 10, vậy là bằng trừ 40. Đây là phép nhân cộng với trừ ra trừ, 4 nhân 10 ra 4, 40. Tiếp tục bài B. Bài B là 2 nhân 3 nhân trừ 5 trừ 4 nhân 7 nhân 25. Thì mình thấy điều gì ạ? À? 2 nhân cho trừ 5 ra trừ 10, 3 nhân trừ 10, đúng không ạ? Tiếp tục 4 nhân 25 ra 1, 100 nhân 7. Sau đó mình thấy điều gì à? Mình thấy hàng này nhân này ra bao nhiêu à? Trừ 30. Đây là cộng nè, nhân trừ ra trừ, 3 nhân 10 30. Tiếp tục đây trừ nhân cộng ra trừ, 100 nhân 7 ra 7, 700. Rồi đây là phép cộng hai số cùng dấu, ta lấy hai số đó cộng lại, lấy dấu số chung, vậy là 730 trừ.